Rồi, ta thi cấp trường vòng 11 khối 6 em nhé. Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đã ha. Để sau này gỡ lỡ kênh chính nó có mệnh hệ gì á, có chết á, thì thầy đưa lên kênh phụ chúng tôi, lúc đó các em tìm không được đâu. Bây giờ hiện tại rất nhiều người đăng ký kênh phụ nè. Các em đăng ký thì mới xem được những nội dung ẩn bên trong ha. Rồi, thầy nhập mã số thi. Ở nick đầu tiên này thầy chỉ quan trọng tìm đáp án thôi các em nha. Tìm đáp án thôi. Ở nick số 2 thì thầy sẽ giảng giảng kỹ. Còn giờ là thầy cho tìm đáp án thôi. Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn điều này. Thì những số x nào có trị đối thì bằng 2016 là có hai số, âm 2016. Nhập các giá trị tăng dần 2016 hai số ha. 2016 với lại âm 2016. Tổng các chữ số của một số tự nhiên khi chia chín dư 5 thì số tự nhiên đó chia chín cũng dư 5 kìa. Các em cứ thử đi. Đó. Ví dụ 995 nè. Là cộng các chữ số lại là chia chín dư 5 đó. Thì lúc chia cho chín cũng sẽ dư 5 thôi, bản thân nó cũng dư 5. Số đối của không là không. Cái này qua nick sau thầy sẽ chứng minh kỹ càng, còn giờ không có thời gian đâu. OX OY là hai tia đối nhau. Các em vẽ hình đi. Ở trên OX các em lấy OA bằng 5. Trên OY các em lấy OB sao cho OB bằng 9. Thì lúc đó độ dài AB là lấy 5 cộng 9 là bằng 14 ha. Số chín phương nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Số chín phương nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Thì số chín phương là thầy dạy ở trong khóa học V62 kỹ rồi các em nhé. Số chín phương là số do số khác bình phương lên mà thành. Số chín phương nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, các em mò thử coi. Ví dụ thầy mò 10 mũ 2 thì nó bằng 100, là số chín phương có 3 chữ số này, nhưng mà nhỏ quá thì tăng lên đi. 50 thử coi. 50 mũ 2. 50 mũ 2 bấm máy thôi. 50 mũ 2 thì là 2.500 rồi. Vậy số 2.500 là số chín phương lớn có 4 chữ số rồi. Vậy mình hạ xuống 25. 35 thử coi. 35 mũ 2, 1225. 35 mũ 2 thì nó vẫn bằng một số chín phương là 1225. Vậy là vẫn còn 3 chữ số, các em hạ xuống nữa. 34 mũ 2 là 1156. 33 mũ 2 1089. 32 mũ 2 1024. 31 mũ 2. Rồi đây rồi. 31 khi đem mũ 2 lên thì bằng 961. Đây là số chín phương nhỏ nhất. À, số chín phương lớn nhất rồi, xin lỗi. Người ta kêu số chín phương nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Như vậy là các em lại phải mò lại từ số 10. 10 mũ 2 là số chín phương nè. Số chín phương nhỏ nhất có 3 chữ số là 100. Nhưng mà giống nhau rồi, chữ số 0 với 0 là giống nhau rồi. Vậy mình lấy 11 đi. 11 mũ 2 là bằng 121. Vậy lại giống nhau hai số 1 nữa. 12 mũ 2 là bằng 144. Vậy giống nhau hai số 4. Vậy 13 mũ 2 là bằng 169. Rồi, khác nhau rồi. Số chín phương nhỏ nhất là 160. 69. Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn cái này thì nó bắt đầu từ âm 99 kìa. Âm 99, âm 98, vân vân cho tới âm 1, rồi cho tới 0, rồi tới 1, rồi tới 98, rồi tới 99, rồi tới 100. Cộng lại hết trong khóa học V62 thì đã dạy rất kỹ cái loại toán mẫu này. Cộng lại hết thì đó nó triệt tiêu nhau dần. Âm 99 với 99 là hết, âm 98 với 98 là hết, cứ như vậy. Còn sót lại số 100 đó là tổng cuối cùng. Với n là một số tự nhiên bất kỳ thì số dư của này khi chia cho 2, các em dùng chức năng tính hàng loạt ha. Các em dùng chức năng tính hàng loạt mà thầy đã dạy ở trong khóa học V61, V62, các em thử coi. 8N cộng 3 nhân cho 6N. 8 cộng 3, 6N cộng 5. Rồi các em đem chia dư cho 2 thì chắc chắn là nó sẽ ra là 1 kìa. Dư 1 à. Thì mình nhìn mình thấy này, 8N là số chẵn. 8 nhân n là số chẵn, bất chấp n bao nhiêu cộng 3 thành lẻ. 6n là chẵn cộng 5 là lẻ. Lẻ nhân lẻ ra số lẻ. Số lẻ chia 2 thì dư 1.
Tiếp tục bài này các em tính đi, x sẽ bằng 2. Các em tự tính đi. Rồi giá trị lớn nhất, câu số 9 giá trị lớn nhất sẽ bằng 1 các em nhé. Bởi vì trừ x mũ 2 với trừ x mũ 4 là mũ chẵn hết, thì giá trị lớn nhất nó bằng 0. Cái này ở khoa học V62 thầy làm ví dụ rồi đúng không? Giá trị lớn nhất này bằng 0 mà cộng với cái này là 1. Vậy cả cái này giá trị lớn nhất là bằng 1. Còn bài này thì chúng ta khối 6 200, vừa gọi học sinh khối 6 là A em, thì A chia 10, chia 12, chia 15 đều dư 4. Vậy lúc A trừ 4 sẽ chia hết cho 10, 12 và 15. Vậy A trừ 4 sẽ là một bội chung nào đó của 10, 12 và 15. Mà bội chung của 10, 12 và 15 là 60. Vậy A trừ 4 sẽ là bội của 60. Mà bội 60 này phải rơi vô 200 cho tới 250. Vậy các em lấy 240 cho thầy. 240 là bội của 60, mà nằm trong vùng từ 200 đến 250 đúng không? A trừ 4 bằng 240 thì A nó sẽ bằng 244 em nhé. Số học sinh là 244. Thử lại, 244 chia 10, chia 12, chia 15 đều dư 4 hết. Các em thử lại đi. Rồi các em nộp bài ha. Rồi ta qua bài thi tiếp theo, bài thi số 2. Câu 6, cái này lấy máy tính trừ. 57 trừ 80 âm 23. Câu hỏi 1, số đối của 19 là âm 19. Câu hỏi 3, rồi bấm thôi. 74, dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy cũng được. 1, 2, 3 nè, trừ cho trừ x nè, trừ 100 nè, 25 nhân 4 100. Rồi giải, máy giải 51 kìa. Cái này là bằng âm 21, trị tuyệt đối bằng 21, gắn dấu trừ nữa là thành âm 21. Chữ số tận cùng của cái này là bằng 5 thôi. 5 có mũ bao nhiêu lên thì cũng ra 5 thôi các em. 5 có mũ bao nhiêu lên thì cái đuôi nó cũng ra 5 mà. Bội chung nhỏ nhất của 35 với 10 thì các em dùng chức năng mà thầy đã dạy trong khóa học V61 thôi, nó bằng 70 ha. Số nguyên âm ít, số nào mũ 2 lên bằng 400 thì có hai số, đó là số 20 với lại số âm 20. Người ta đòi số âm thì mình lấy số âm ha, âm 20. Câu 8, 100 trừ 50 là bằng 50. Câu 9, chữ số tận cùng. Cái này là bài toán mẫu ở trong khóa học V62 các em nhé. Bài toán ví dụ luôn. Em nào đã học khóa học V62 rồi thì là gặp cái bài này rồi. Nguyên cái đám này nè, nó bằng cái gì thì không biết, nhưng mà nó có 2 x 5 là thành 10. Vậy nguyên cái đám này là có số 10 trong đó, là cái tận cùng nó sẽ bằng 0. Rồi ngoài ra nó có bao nhiêu nữa nhỉ? 2, có 10. Có số 10, rồi có 2 x 5 nữa là thành 100. 2 x 5 là 10, rồi có số 10 trong này nữa là 100. Vậy tận cùng là hai số 0 rồi. Tận cùng của cái tích từ 2 tới 11 là hai số 0. Ít nhất là hai số 0. Còn 2 mũ 5 x 5 mũ 13. 2 mũ 5 là nhân cho 5 mũ 13, coi máy chịu nổi không? Máy không chịu nổi kìa. Thì mình tính bằng kỹ thuật. 2 x 5. 2 x 5 là 10. Như vậy trong này cũng có ít nhất là 2 số 2 với 2 số 5 là nhân nhau là bằng 100 rồi. 2 x 2 là 4, 5 x 5 là 25. Vậy cái này cũng tận cùng là rất nhiều số 0. Thầy chỉ cần 2 số 0 thôi. Rồi đây tận cùng 2 số 0, đây tận cùng 2 số 0. Cộng lại là tận cùng là 2 số 0. Vậy 2 số 0 mà trừ cho 24 thì giống như là 100 trừ 24 á. Vậy tận cùng của nó là bằng 76 em nhé. Đề sai nè. 2 chữ số tận cùng, vậy đuôi phải bằng 76 chứ sao ra 6 được. Người ta hỏi hai chữ số tận cùng mà. Mấy thầy trên bộ ra đề cũng sơ suất quá ha. Thôi cũng đừng trách mấy thầy đó kìa. Thôi chọn 6, trở lại chọn âm 10. Rồi con giáp, con rắn ra trước hả? Bao giờ con rắn ra trước hết? Các em nhập P luôn.
P sẽ bằng 2 được không? Không được. 2 được luôn. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho cộng 1 cộng 15 cũng là số nguyên tố, 2 cộng 1 là 3, 2 cộng 15 là 17, 2 số nguyên tố hết. Con trâu. 2 mũ 2016 mũ 0 là bằng 1 đó. Còn 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 là thành là 2 nhân 3 là lấy tính thôi, là bằng 6 mũ 3 các em. 216. Con rồng. Giá trị lớn nhất của ích. Rồi các em dùng chức năng tính ở trên máy tính á mà thầy đã dạy đó. Hoặc là tính hàng loạt thì các em 2 mũ x cộng 3. Giờ thầy nhập x. 1 được, 1 là ra 13 nhỏ hơn 106, nhập 2 thử coi. 2 là ra 103 vẫn nhỏ hơn 106, nhập 3 thử coi. Không được, vượt rồi, ra 1003 vượt rồi. Vậy x bằng 2 thôi. 2 là số tự nhiên x lớn nhất mà ráp vô đây nó vẫn nhỏ hơn 106. Mấy con nào chạy nhanh chụp trước. Rồi cái này các em dùng cái công thức mà thầy đã dạy, tính tổng giải cách đều ha. Nó có bao nhiêu số hạng à? 1, 3, 5, 7 cho tới 101 có bao nhiêu số hạng? 101 trừ 1 chia đôi cộng 1 có 51 số hạng. Rồi lấy đầu cộng cuối nhân số hạng chia đôi. 1 cộng 101 nhân số hạng là 51 chia đôi 2601 em. Số hạng là bằng số cuối 101 trừ số đầu chia khoảng cách là 2 cộng 1 là bằng 51 số. Rồi lấy đầu cộng cuối là 102 nhân cho 51 chia đôi là ra 2601. Công thức tính tổng giải cách đều thầy đã dạy kỹ rồi. Cho 3 số tự nhiên liên tiếp có tích là 120. Đây là bài toán mẫu trong V62 các em ha. X nhân x cộng 1 nhân cho x cộng 2 là 3 số liên tiếp là bằng 120. Dùng chức năng tìm x trên máy mà thầy đã dạy trong V61, x bằng 4 các em. 4 là số nhỏ nhất, vậy số lớn nhất là 6. Không tin các em thử lại nè. 4 nhân 5 nhân 6 ha. 4 nhân 5 nhân 6 bằng 120 đó. Số lớn nhất là số 6. Con cọp. Rồi, trời ơi dễ ẹt. Ước chung lớn nhất thì dùng chức năng thôi. 180, các em tìm 3 ước chung lớn nhất 3 số một lần luôn. 180, 90. Rồi thêm 120 nữa. Này thầy dạy kỹ trong V61 rồi. 30 á. Chó. Hình vuông có diện tích là 5625. Như vậy các em đi tìm cạnh của nó. Thì thầy đã dạy cách tìm số chính phương rồi. Cách tìm số lúc bình phương lên bằng số chính phương rồi đúng không? Vậy thì em sẽ ấn mò hoặc là ấn nút căn này nè. Đó. 5625. Về cạnh hình vuông là bằng 75 các em. Không tin các em thử lại đi. Các em lấy 75 nhân cho 75 là bằng 5625 ha. Tập hợp các chữ cái có số phần tử là cờ một chữ nè, hờ hai chữ nè, u ba chữ nè, cờ có rồi không ghi nữa, e chưa có ghi, m chưa có ghi vô, tờ chưa có ghi vô, hờ có rồi không ghi nữa, y chưa có ghi vô, tờ có rồi, ô chưa có ghi vô, tờ có rồi. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có số phần tử là 8. Con mèo. Rồi, x sẽ bằng 27 trừ 50. Lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Kết quả là âm 23 các em nhé. Con dê. Tổng tất cả các số nguyên này thì nó sẽ còn sót lại là âm 8 với âm 9 là thành âm 17 thôi. Bài toán này thầy giải hoài ở trong khóa học V62 em ha. Từ 7 cho tới trừ 7 là cộng lại bằng 0 nè. Thì còn sót lại trừ 8 với trừ 9.
trừ 8 với trừ 9 cộng lại là bằng trừ 17. Số 3 toàn câu dễ không vậy ta? Rồi, các em nhớ đăng ký kênh phụ của thầy. Ủa, qua vòng nữa hả? Được 300 nữa hả? Trời đất, dễ vậy. Rồi, thoát vô kênh phụ nè. Nó ra cái này, các em đăng ký vô đây không? Thôi, mai mốt không tìm được thầy thì nhắc lại lần cuối ha. Rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở nick số 2.